Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất từ kênh Thái Hải TV 2. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các bản tin mới nhất từ kênh nhé. Thái Hải TV 2, sôi động cùng World Cup 2022. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV 2. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt Nam, sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2022 giữa hai đội Argentina gặp Pháp. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra, để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn mới nhất liên quan đến trận Argentina gặp Pháp ngay tại kênh Thái Hải TV 2. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, dự đoán và những thông tin bên lề trước trận đấu. Trong 60 năm qua, chưa có một đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, nhưng đội tuyển Pháp đang có cơ hội làm điều đó dù phải đối mặt với một Argentina hùng mạnh ở trận chung kết. Thành tích đối đầu của Pháp với Argentina thực sự không tốt. Những chú gà chống gô loa chỉ thắng 3 trong số 12 lần gặp nhau trên mọi đấu trường và thua 2 trong 3 lần đụng độ tại World Cup. Nhưng chiến 4-3 hoành tráng tại Nga 2018 sẽ giúp đoàn quân của Didier Deschamps tự tin bước vào trận đấu này. Rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại đấu trường World Cup. Tiền đạo sinh năm 1987 cũng đang hướng tới kỷ lục là người thi đấu nhiều trận nhất tại sân chơi này, 26 trận. Tin tưởng Pháp, Argentina và Pháp được đánh giá ngang ngửa nhau với tỷ lệ chấp đồng banh. Với loại tỷ lệ này thì rất khó để chọn ra đội giành chiến thắng trong trận đấu, đặc biệt là khi điểm ăn của hai bên còn tương đồng nhau. Tuy nhiên, xét về sức mạnh và điểm nhấn ngôi sao trong đội thì Pháp là cái tên nhỉnh hơn. Đội hình của Pháp cũng đồng đều hơn ở các tuyến bởi vì Argentina không sở hữu hàng phòng ngự được đánh giá cao. Chính vì vậy, nhiều khả năng Pháp sẽ không thua trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhiều bàn thắng, trên 2,25 bàn, dấu ấn ngôi sao cũng là những yếu tố đảm bảo cho bàn thắng. Tỷ lệ trên dưới chỉ 2,25 cho thấy thế trận của trận chung kết tương đối ảm đạm. Tuy nhiên, cũng như trận gặp Anh thì một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao là cú sút xa của Aubameyang cũng mang lại bàn thắng. Messi và Mbappe đều mang trong mình khả năng tạo ra sự khác biệt. Nhưng hàng công của hai đội không chỉ có mỗi mình họ. Rất nhiều ngôi sao khác cũng sẵn sàng ghi tên trên bảng tỷ số bằng những phút giây tỏa sáng cá nhân. Chính vì vậy, nên đặt niềm tin vào một trận chung kết bùng nổ với rất nhiều bàn thắng được ghi. Pháp ghi nhiều hơn một bàn, Pháp trên một. Khả năng Argentina ghi nhiều bàn ở trận đấu tới được đánh giá cao hơn Pháp. Nhưng thực tế thì khả năng Pháp ghi nhiều bàn ở trận đấu tới là không thể xem thường. Hàng phòng ngự của Argentina không có những nhân sự sở hữu chất lượng hàng đầu. Nhiều khi huấn luyện viên Scaloni cũng tạo ra những sự thay đổi khiến cho hệ thống này trở nên không ổn định. Đó là một miếng mồi ngon cho những ngôi sao của Pháp có thể khai thác. So với hàng thủ của Pháp thì hàng thủ của Argentina có những sự thua kém rõ rệt. Chính vì vậy, có thể tin tưởng vào việc Pháp sẽ ghi được nhiều bàn ở trận đấu tới. Lựa chọn, tin tưởng Pháp, Pháp không, nhiều bàn thắng, trên 2,25, Pháp ghi nhiều bàn, Pháp trên 1. Dự đoán tỷ số, Argentina hòa Pháp với tỷ số 3-3 và Pháp thắng trong hiệp phụ. Thông tin xung quanh trận Argentina gặp Pháp, Argentina là Albi Celeste chỉ có một ca chấn thương duy nhất là Alejandro Gomez. Những cầu thủ bị treo giò ở bán kết là Marcos Acuna và Gonzalo Montiel đều có thể trở lại. Pháp, vấn đề điều hòa nhiệt độ ở Qatar khiến các cầu thủ Pháp bị ốm nhiều. Rabiot và Abdem Kano là những cầu thủ bị ốm. Kingsley Coman và mới nhất là Rafael Varane và Ibrahima Koné bị sốt. Lucas Hernandez bị chấn thương từ đầu giải trong khi theo Hernandez và Aubameyang đều gặp vấn đề sau trận thắng Morocco ở bán kết. Pháp thắng 9 trên 10 trận gần nhất ở World Cup. Pháp thắng hiệp 1 và cả trận ở 5 trên 7 trận gần nhất ở World Cup. Argentina ghi ít nhất 2 bàn trong 5 trận gần nhất ở World Cup. Pháp ghi ít nhất 2 bàn ở 6 trên 7 trận gần nhất. Có nhiều hơn 2,5 bàn được ghi trong 3 trận gần nhất của Argentina. Argentina bất bại trong 5 trận gần nhất ở World Cup. Argentina đã ghi bàn trong 15 trận liên tiếp. Hai đội đã đối đầu nhau 12 lần, với 6 chiến thắng dành cho Argentina và chỉ 3 trận thắng cho Pháp. Argentina thắng 2 trên 3 trận đối đầu với Pháp ở World Cup. Messi đang tạm xếp trên Mbappe trong cuộc đua vua phá lưới. Cả hai đều có 5 bàn thắng nhưng Messi nhiều hơn một pha kiến tạo. Những chân sút số 2 của Argentina và Pháp đều đã có 4 bàn thắng. Đó là Julian Alvarez và Olivier Giroud. Ngoài ra, không có cầu thủ nào khác của hai đội ghi được nhiều hơn một bàn. Messi mở tỷ số cho Argentina ở 4 trên 6 trận đã đấu tại World Cup lần này. Chưa có cầu thủ nào của Pháp nhận quá một thẻ vàng. Chiến thắng đậm nhất của hai đội ở World Cup lần này đều có cách biệt 3 bàn. Pháp ghi nhiều bàn nhất trong 30 phút cuối trận. Thông tin bên lề khác, những cầu thủ Pháp bị ốm đều đã trở lại tập luyện.
người hâm mộ Pháp đã nhận được thông tin cực vui trước trận chung kết World Cup khi tất cả các cầu thủ đang phải vật lộn với virus đã được phép trở lại tập luyện. Adrien Rabiot và Zeus Akpemkanu bỏ lỡ trận bán kết với Maroc, trong khi Raphael Varane, Ibrahima Koné và Kingsley Coman bỏ lỡ 2 ngày tập luyện vừa qua do bùng phát dịch bệnh trong đội. Nhưng mới đây, mạng truyền hình Pháp TF1 theo Get France Football đã đưa tin rằng cả 5 cầu thủ sẽ tập luyện trước thềm cuộc đụng độ với Argentina. Trận chung kết World Cup không chỉ là màn đối đầu giữa Messi và Mbappe, mọi con mắt trên thế giới sẽ đổ dồn vào các cầu thủ ngôi sao để xem ai có thể dẫn dắt đất nước của mình đến vinh quang tại Qatar. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina khẳng định rằng trận chung kết World Cup với Pháp không chỉ là show diễn của hai chân sút cự phách là Messi và Mbappe. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Scaloni đã đề cập đến những gì cần làm để ngăn chặn ngôi sao của Pháp, để ngăn chặn Mbappe. Bạn cần một nỗ lực tập thể. Nhưng Pháp không chỉ có Mbappe. Chúng tôi cần tập trung vào việc tạo nên một trận đấu hay cùng nhau. Trận đấu hôm Chủ nhật không chỉ là Lionel Messi gặp Mbappe, mà còn là trận Argentina gặp Pháp, nó còn hơn thế nữa. Pháp gặp biến căng sát giờ đấu Argentina, NBA chấp nhận hy sinh, cuộc khủng hoảng lực lượng vẫn đang không ngừng diễn ra tại Pháp. Nhiều khả năng trong trận chung kết World Cup 2022, NBA sẽ không được thi đấu vị trí sở trường của mình. Tờ L'Equipe đưa tin, Pháp đang có những sự biến động về mặt nhân sự khi một số cầu thủ bị ốm do cúm virus. Khi mà tình hình của một số trụ cột vẫn còn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps đã phải đón nhận thêm tin dữ. Theo báo giới nước này đưa tin, Olivier Giroud đang gặp vấn đề ở đầu gối. Tiền đạo sinh năm 1986 đang đối diện với nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina gặp Pháp. Tình thế cấp bách, huấn luyện viên Didier Deschamps buộc phải đưa ra những phương án thay thế. Theo đó, trong buổi tập chiến thuật cuối cùng của đại diện tới từ châu Âu, Marcus Thuram được ban huấn luyện đưa lên đá tiền đạo cắm thay cho Olivier Giroud. Thực chất, đây là một thử nghiệm không quá mới mẻ, vì Marcus Thuram vốn là cát phụ của Giroud tại World Cup 2022. Lần gần nhất, Marcus Thuram được thể hiện trong vai trò kể trên chính là khi anh được vào thay Giroud trong trận Pháp gặp Maroc. Dù vậy, theo báo giới châu Âu, không loại trừ khả năng NBA mới là người được đưa lên đá cắm. Ngôi sao của PSG không thuần chơi ở vị trí trung phong, nhưng bù lại anh có đầy đủ bộ kỹ năng của một sát thủ săn bàn. Do đó, viễn cảnh NBA phải chấp nhận chơi trái sở trường cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này, người chám vào vị trí của NBA sẽ là Marcus Thuram. Cũng trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina gặp Pháp, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ đón chào sự trở lại của Theo Hernandez, Adrien Rabiot và Aurélien Aubameyang. Trong khi cặp trung vệ Ibrahima Koné và Zeus Akpemkanu cũng đang có sự hồi phục nhanh chóng. Rập hạ L Varane sẵn sàng đá chính nếu như một trong hai cầu thủ kể trên không kịp bình phục. Bên phía Argentina, đại diện của Nam Mỹ không phải đón nhận bất cứ sự tổn thất nào. Trái lại họ còn sở hữu một tinh thần đang lên rất cao và sự hậu thuẫn của người hâm mộ. Liệu rằng Argentina hay Pháp sẽ lên ngôi trong trận chung kết được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam? Tin không vui cho đội tuyển Pháp, Olivier Giroud chấn thương. Theo những thông tin mới nhất từ L'Equipe, tiền đạo Olivier Giroud đã gặp phải một chấn thương ngay trong buổi tập cuối trước trận chung kết World Cup 2022. Huấn luyện viên Scaloni quá tin tưởng, Argentina tìm ra kế sách khóa chặt Mbappe. Trước trận chung kết giữa World Cup 2022, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina đã thử nghiệm đội hình 5 hậu vệ nhằm khóa chặt Mbappe, ngôi nổ số 1 của Pháp. World Cup 2022 đã dần đi đến những trận đấu cuối cùng và trước mắt chỉ còn lại hai màn thư hùng quan trọng bậc nhất của giải đấu. Đó là trận tranh hạng 3 giữa Croatia và Maroc cùng trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Pháp. Đã 36 năm kể từ lần gần nhất Diego Maradona đưa người Argentina lên ngôi vô địch năm 1986 và giờ đây, hậu bối Lionel Messi cùng các đồng đội thêm một lần đứng trước ngưỡng cửa thiên đường sau thất bại đau đớn trước người Đức ở World Cup 2014. Trận đấu sắp tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đương nhiên huấn luyện viên Scaloni hiện đang chạy đua với thời gian nhằm tìm ra bộ khung ưng ý. Theo tiết lộ từ tờ Mundo Deportivo, chiến lược gia 44 tuổi đang thử nghiệm một đội hình hoàn toàn mới nhằm phong tỏa Mbappe, ngôi sao sáng giá nhất của Pháp. Theo đó, huấn luyện viên Argentina đang thử nghiệm đội hình với hàng thủ 5 người, bao gồm Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna và trong khung gỗ vẫn là Martinez. Lý do huấn luyện viên Scaloni thử nghiệm đội hình này bởi ông muốn khóa chặt Mbappe bằng hàng phòng thủ 5 người. Còn nhớ ở World Cup 2014, Argentina đã bị Mbappe quần cho tơi tả và nhận thất bại cay đắng 2-4.
đồng thời bị loại sớm. Sơ đồ này từng được Argentina áp dụng ở trận đấu tứ kết với Hà Lan. Đội bóng cũng sử dụng hàng phòng thủ 5 người và chiêu lấy độc trị độc này đã phát huy hiệu quả khi Hà Lan tỏ ra yếu ớt ở các đợt tấn công và dễ dàng bị bẻ gãy bởi hàng thủ Argentina. Trước trận đấu với Pháp, Argentina nhận một số tin vui tới từ đối thủ khi một số trụ cột của Pháp như Varane, Rabiot hay Upamecano đã dính virus lạ và đang bị ốm. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ này. Lợi thế còn tới từ sân bãi khi Lusail là sân vận động đã quá quen thuộc với Argentina ở World Cup năm nay. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký, subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live stream, loa kéo di động, micro karaoke, âm thanh chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.